Vâng, thì sau đây em sẽ test con QRX 5500 gửi cho bác ở Đồng Nai. Thì hướng dẫn bác luôn nha. Con này mà các bác mà cắm đường AUX thì khi bác qua AUX thì nó sẽ tối nha. Đấy, này, tôi thui à, nó không đẹp. Thì các bác phải ặc vào cái cắm vào cái đường này nha. Tất cả dòng QRX luôn nha các bác. Đây, cắm vào cái đường này. Đường tap fly đây. Đây, tap fly này các bác thấy không? Có thấy không? Tap fly. Fly nha, không, đường này không được nha. Fly là ok. Đây, đấy. Cắm vào. Rồi, cầu loa thì đây bác, cứ cắm cho âm dương. Đo đo, đo trắng, đo đen gì cũng được. Đấy, bật lên. Và muốn khi em nó hát thì các bác phải ấn vào cái chữ 2CH đây. Tap này các bác, chữ tap này. 2CH và nó sẽ hát nha. Như vậy là nó không hát. Ấn vào. Đấy, nó sẽ hát. Đây là volume phụ nha bác, còn đây là volume tổng. Dạ thôi, cái ba cái này để hướng 12 giờ. Rồi, đấy, em hướng dẫn như thế. Bác nào mình đang sử dụng những QRX mà muốn cho nó sáng đèn đẹp thì các bác cứ làm theo hướng dẫn của em nha. Nhớ là ấn cái nút này nha. Lo nét là ấn vào luôn. Này, ấn cái này vào là mới hát 2CH.